Xin chào các bạn, hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi tới các bạn một nội dung nữa trong chương trình đào tạo của trung tâm. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là rác sơ đồ, kiểu rác giật cấp. Các bạn mở phần rác sơ đồ. Khái niệm về rác giật cấp. Đặc điểm của loại sơ đồ này là rác cho các loại đơn hàng có số lượng sản phẩm ít, trong đó các cỡ là rất lẻ số lượng và số lượng trong các cỡ là không đều. Đấy. Tôi ví dụ chúng ta có một đây tôi ví dụ cho các bạn, chúng ta có một một mã hàng cũng có các cỡ. Với số lượng là ví dụ tôi ví dụ là 3 7 8 9 10. Khi các bạn có cái số lượng như này, chúng ta sẽ phải làm như nào? Đây, với số lượng nó rất là ít và lẻ như này, chúng ta cũng không thể rác cho từng sơ đồ được, đúng không ạ? Nếu chúng ta rác từ số đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 sơ đồ mất. Nhưng chúng ta ghép. Nếu mọi người chúng ta rác ba áo, đây là một sơ đồ 1, đây một sơ đồ 1, một sơ đồ 1, sơ đồ 1, sơ đồ 1, sơ đồ 1 cũng được. Chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 6 sơ đồ. Nó rất là lẻ đúng không ạ? Hoặc nếu chúng ta lồng với nhau thì sao? Nhiều bạn lại từ đây sang đây lồng đây để dư một, thằng này như đây xong dư một để cho hai cái một vào với nhau, hoặc cái thằng này dư một đó. Chúng ta làm như vậy cũng rất mất thời gian. Với số lượng như vậy như này thì chúng ta sẽ phải dùng phương pháp là rác giật cấp. Ở đây giật cấp là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ lập sơ đồ. Tôi rác ba cỡ này, tôi sẽ rác trải đều cho từng cỡ. Số lá cho ba cỡ là 3. Chúng ta gì? Cỡ số 2 4 lá thì ta sẽ rác gì ạ? Rác đến 4 lá và lá nhiều nhất là 7 lá. Đây chúng ta sẽ thứ tự là cỡ M ở ngoài cùng xong đến cỡ S và đến cỡ XS. Đây chúng ta nghe thì có vẻ khó hiểu, chúng ta sẽ thực tế chúng ta sẽ mở sơ đồ ra, chúng ta sẽ làm. Các bạn có thể hình dung được. Ta vào marker, ta vào trong khổ vải. Ok, tương tự ta sẽ rác ba cỡ đây, S X S M, ta rác ba cỡ đầu đây 1 2 3 X S M, ta chọn loại vải C. Đây các bạn nhìn này, ta có cỡ X S M đây, X S M. Chúng ta lấy số lượng nhiều nhất là ta để ở cạnh đần đầu tiên, có nghĩa là đầu tiên ta rác cỡ nhỏ nhất là nhiều nhất, sau đến cỡ nhiều thứ hai và nhiều thứ ba. Đây các bạn quan sát, ta chọn cỡ gì ạ? Cỡ M. Đó, sau đó ta đi rác tự động. Đấy. Sau đó ta sẽ ví dụ tôi dừng đây, tôi sẽ gì ạ? Cho một khoảng cách đây khoảng 2 cm. Đó, để giao nhau giữa hai sơ đồ. Tiếp tôi sẽ cho rác sơ đồ tiếp là sơ đồ SC. Alternate. Tương tự như vậy, tôi sẽ rác tiếp một sơ đồ nữa là sơ đồ XS. Đó. Đây là ba cỡ. Đấy, các bạn lưu ý nhá, các bạn đã hình dung chưa? Ta rác ba ba cái thì tất nhiên là sơ đồ rác giống nhau rồi. Số lượng chi tiết giống nhau. Chiều dài của mỗi sơ đồ sẽ chênh nhau một chút. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta đây tôi sẽ minh họa cho các bạn. Đây các bạn cùng quan sát, tôi có một hình ảnh để minh họa cho các bạn. Đây là sơ đồ chúng tôi minh họa cho các bạn để có thể hình dung được phương pháp trải giật cấp. Chúng ta có cỡ M7, 7 sản phẩm, 4 4 lá thuộc cỡ S và XS là 3. Thế vì ở đây chúng ta có một điểm chung là 3 cỡ
cộng lại thì ra một chiều dài sơ đồ từ đây đến đây. Đó. Thế vậy cứ S XS ở cuối, thế vậy chúng ta có thể trải 3 lá đến từ đầu đến cuối. Đấy, thì ta được luôn cỡ XS với 3 lá. 1 2 3. Đây tôi vẽ đây minh họa số lá này. Thực tế thì lá là sẽ là mỏng không như này đâu, để cho các bạn nhìn thôi. Thì vậy chúng ta đã được gì? 3 lá từ đây đến đây, vậy là ta được cỡ XS với 3 lá. Tiếp tục cỡ M, chúng ta lại có 4 lá. Chúng ta lại trải từ đầu này đến chiều dài đây, khống chế đây. Chúng ta khống chế vì chúng mỗi biên này chúng ta đã khoảng cách hai sơ đồ chúng ta đã chưa ra hai phân rồi. Thế vậy ta trải màu đỏ đây đến đây. Vậy là chúng ta được thêm một cỡ nữa là 4 lá, 1 2 3 4. Đấy, vậy ta cắt xong cỡ S với 4 lá, XS với 3 lá. Tiếp tục còn cỡ M 7 lá thì chúng ta sẽ gì? Lúc vừa đây 1 2 3 cộng với 4 rồi. Vậy chúng ta sẽ trải thêm 3 lá với chiều dài từ khoảng này đến đây. Vậy là chúng ta đã xong. Và khi trải như vậy mà chúng ta áp cái sơ đồ của chúng ta lên và họ sẽ cắt 1 2 3 sơ đồ. Đấy. Sơ đồ này chúng ta không quá dài cũng không quá ngắn. Đấy, lưu ý. Thế nhiều bạn sẽ hỏi là với số lượng này chúng ta trải giật cấp 5 6 cỡ luôn được không? Thì theo tôi thì chúng ta lên dài giật cấp thì bao nhiêu lá cũng được, nhưng chúng ta lên 3 cỡ một thôi, tại vì áo sơ mi chúng ta tầm 1,5 m một một áo rồi, thì ba cái này đã 4,5 m rồi, chúng ta không nên trải quá dài vì sơ đồ chúng ta rất là mỏng, số lớp rất là mỏng. Vì 6 cỡ đây là 3 cỡ, và tiếp tục ta lại làm cho 3 cỡ kế tiếp không có N, XL và 2XL. Cũng thế chúng ta cũng làm tương tự, cũng gì size 2XL sẽ là cỡ nhiều nhất. Đây, tôi sẽ minh họa lại làm được tiếp cho các bạn một cái nữa. Lưu vào, ta ghi đây là giật cấp 3 cỡ là XS S M. Bây giờ ta sẽ lập cỡ mới, ta sẽ lập một cỡ mới đây. File, ta vẫn chọn nó này. Bây giờ là gì? LXN 2XN. Ok, 3 cỡ và chúng ta cũng rác vào chính. Ok, chúng ta lại rác số lượng lớn nhất đây, 10 áo. Đó. Xong, ví dụ tôi cách từ đây ra khoảng 2 phân. Tôi lại ra cỡ XN 9 lá đây. Tôi rác cho cỡ L với 8 áo. Xong. Thì chúng ta chỉ lại giống như ở đây. Đây các bạn, giống như ở đây. Chúng ta lại có 2XL 10 lá mà. Đúng không? 10 lá, 9 lá, 8 lá. Thì ta cứ trải chung với nhau 8 lá. Xong đến đoạn này là 9 lá và cái cuối cùng là 10 lá. Đấy, đây là phương pháp giải giật cấp mà các bạn cần biết, đặc biệt là liên quan đến khổ cắt, thì chúng ta khi người ta cắt yêu cầu giác thì chúng ta phải hiểu để chúng ta làm, để tránh trường hợp là chúng ta bảo làm như thế vậy để làm gì, đúng không? Thì từ người cắt thì hầu như ai cũng hiểu vấn đề này, nhưng bên giác thì không phải ai cũng làm, đặc biệt là những người mà chuyên làm hàng sản xuất đơn hàng lớn, chúng ta ít biết cái này, tại vì liên quan là chúng ta không không làm bao giờ chứ không phải không biết. Còn những công ty hay phòng nhỏ họ chuyên làm máy mẫu á, những số lượng rất là nhỏ thì họ hay dùng cái phương pháp này để chúng ta làm cho các đơn hàng số lượng rất nhỏ, các cỡ không đồng đều về số lượng lẻ. Đấy. Một phương pháp khác nữa mà chúng ta cũng thường gặp trong quá trình làm là phương pháp rắc sơ đồ giật cấp. Đây là nội dung của video của bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.